Quang Hải tuyệt mồi, Hà Nội FC vất vả hòa Siris tại bán kết AFC Cup 2019. Cựu chủ tịch UEFA Platini bị bắt vì nhận hối lộ, Neymar tiến gần việc trở lại Barca. Đó là những tin chính trong bản tin sáng ngày hôm nay. Hà Nội FC bước vào bán kết khu vực Đông Nam Á tại AFC Cup 2019 với bất lợi phải chơi trên sân của đối thủ trước. Siris Negros của Philippines từng đánh bại đội bóng thủ đô tới 6-2 trên chính sân vận động Bacolod cách đây 2 năm, nhưng thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra rất tự tin trước giờ bóng lăn. Mặc dù vậy, Hà Nội FC vẫn chủ động chơi thấp trong những phút đầu để thăm dò đối thủ. Đội bóng thủ đô chỉ thực sự bắt đầu tấn công sau khoảng 15 phút đầu tiên. Văn Quyết là người sở hữu cơ hội ngon ăn nhất, nhưng cú sút của tiền đạo này không qua được thủ thành của đội chủ nhà. Siris Negros cũng chơi chủ động không kém và có những pha lên bóng rất đáng chú ý. Đặc biệt, ở những phút cuối của hiệp 1 họ đã có liên tiếp những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ thành Văn Công đã chơi xuất sắc. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội chưa bên nào khai thông được thế bế tắc. Hiệp 2 bắt đầu với sự chủ động của Siris Negros và họ sớm có được bàn thắng. Phút 53, Slock quấy đảo bên cánh phải và tạt bóng đẹp để Maranong bay người đánh đầu mở tỷ số. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam không để tình trạng này diễn ra lâu. Phút 67, Thành Lương chuyền bóng thuận lợi và Omar quá bình tĩnh để lừa thủ thành Miller, cân bằng tỷ số 1-1. Những phút sau đó, cả hai đội đều có cơ hội nguy hiểm, nhưng sự xuất sắc của hai thủ thành đã khiến các chân sút của đôi bên đều nản lòng. Chung cuộc, Hà Nội FC cầm hòa 1-1 Siris Negros ngay trên sân khách và có đôi chút lợi thế trước trận lượt về trên sân hàng đấy vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 6. Cựu chủ tịch UEFA bị bắt vì nhận hối lộ. Tờ Independent cho biết cựu chủ tịch UEFA, Michel Platini đã bị bắt giữ vào sáng thứ Ba theo giờ địa phương và hiện đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát tại Nantes, ngoại ô Paris. Quyết định bắt giữ Michel Platini là một phần trong cuộc điều tra về cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình vận động đăng cai vòng chung kết World Cup 2022. Michel Platini trúng cử chủ tịch UEFA năm 2007 và giữ vị trí này đến năm 2015 trước khi bị Ủy ban Đạo đức FIFA đưa ra án cấm. Tháng 12 năm 2010, nước chủ nhà Qatar đã gây ra tranh cãi khi DOC chọn trở thành chủ nhà vòng chung kết World Cup 2022. Sau Nga năm 2018, năm 2014, Michel Platini thừa nhận có gặp gỡ bí mật với quan chức bóng đá bị thất sủng Mohamed Bin Hammam ngay trước thời điểm bỏ phiếu bầu cho quốc gia Qatar. Ở thời điểm đó, Platini cũng được cho đã gặp một quan chức Qatar tại một khách sạn ở Thụy Sĩ chỉ vài ngày trước khi quyết định trên được công bố. Neymar tiến gần việc trở lại Barca. Theo tờ Global Sport của Brazil, Barca sắp sửa hoàn tất việc chiêu mộ lại ngôi sao Neymar từ PSG. Đáng chú ý, số tiền đội bóng xứ Catalan bỏ ra là 100 triệu euro kèm theo một trong ba cầu thủ Ousmane Dembele, Ivan Rakitic hoặc Samuel Umtiti di chuyển theo chiều ngược lại như một phần của bản hợp đồng. Steven Gerrard đã từ chối đề nghị từ Derby County khi đội bóng này muốn đưa huyền thoại của Liverpool về làm huấn luyện viên trong trường hợp Lampard chuyển sang dẫn dắt Chelsea. Hiện Gerrard đang dẫn dắt Rangers theo một bản hợp đồng 4 năm. Đồng đội muốn Pogba rời khỏi MU, Real Madrid được cho là đang theo đuổi Paul Pogba. Huấn luyện viên Zinedine Zidane coi cầu thủ này là một phần trong kế hoạch xây dựng lại kền trắng của ông mùa sau. Về phía Pogba, cầu thủ người Pháp không giấu giếm mong muốn được khoác áo Real. Mới đây, anh đã có phát biểu khiến nhiều cổ động viên phải thất vọng. Sau mùa giải vừa qua, sau những gì đã xảy ra, đó có thể là mùa giải xuất sắc nhất của tôi tại MU. Tôi nghĩ đã đến thời điểm tôi cần một thử thách mới ở một nơi khác. Pogba ám chỉ việc ra đi. Và theo tờ Daily Mail, một bộ phận cầu thủ của MU muốn câu lạc bộ bán ngay tiền vệ người Pháp trong thời gian tới. Không có cái tên nào được đề cập cụ thể, nhưng phát biểu của Pogba đã thổi bùng ngọn lửa trong phòng thay đồ MU. Nhiều đồng đội cảm thấy cầu thủ người Pháp không xứng đáng khoác lên mình chiếc áo của quỷ đỏ và không muốn thấy anh ở sân Old Trafford mùa sau. Báo chí Hàn Quốc ngại gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup. Với việc có được thành tích tốt ở King's Cup 2019, Việt Nam đã chắc suất trong nhóm hạt giống thứ hai ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Do đó, chúng ta có khả năng sẽ đối đầu với đội bóng quê hương thầy Park, Hàn Quốc, bởi họ nằm trong nhóm hạt giống số 1. Nếu giả thuyết trên thành sự thật, đó sẽ là thử thách vô cùng khó khăn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, chính báo chí xứ sở Kim Chi lại tỏ ra e ngại nếu phải đối mặt với Việt Nam.
Kịch bản tồi tệ nhất là Hàn Quốc nằm chung bảng với Việt Nam hạt giống số 2, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên số 3 và Kuwait số 4. Tờ VET11 chia sẻ, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu khởi tranh vào tháng 9 năm 2019 và kết thúc vào tháng 6 năm 2020, và lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào tháng sau.